Mến chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Linh Chơi Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tiếp nghe cô chú anh chị bạn thì chia sẻ cái video này thì những cái trường hợp mà cái nhà vệ sinh của chú anh chị và bạn nó bị thấm chân tường ra ngoài. Thì lúc trước mình cũng có quay chia sẻ cho cô chú anh chị cách để khắc phục. Thì hôm nay mình cũng lên đây mình sửa một cái phòng nhà vệ sinh nữa nha. Thì nhà vệ sinh này cũng hơi khá là rộng nha cô chú chị bạn nha. Thì đây cũng nhà cũng biệt thự của chú, thì mình cũng lên mình khắc phục lại nữa thì nó cũng có tình trạng như vậy. Thì mình đục lên này cô chú chị bạn thấy không, dầu à, thì nó không có kính cái phần mặt để mà nó chống thấm được nha cô chú chị bạn. Thì gạch này chú mua cũng ngắn tiền chứ không phải rẻ tiền à, những cái thằng mà nó thành phần dính nè, đây nó cũng dính nè à, thì nó như vậy à, nó bị thấm xuống. Thì cái phòng này thì do nó thấm quá nên ông chú không ít khi sử dụng thì nó đã lộ nó bung cái sơn tường ra ngoài. Thì cái tường ở ngoài nó là tường sơn nó bung ra, thì mình cũng mới cắt một cái đường đó để mình xử lý chống thấm xong mình sẽ dán lại chú chị bạn. Thì mình sẽ cắt một đường như thế này đó để mình đục cái lớp màu này nó chặt ra, mình sẽ xử lý nền này rồi sẽ sau đó là mình sẽ tấm thấm cái chân đó mình sẽ dán lại cái lên chân khác. Chứ để như vậy thì nó thấm xuống này cũng cái là này là cái kiểu này nè, lưu ý luôn. Thì những cô chú chị nào bạn cũng lưu ý như khi là mình làm thì mình thấy cho nó liên lạc rồi cái kiểu mà nó không đủ hầu thì nó cũng phải thấm lan ra ngoài. Thì những cái chân tường mình nó bung sơn hết nên mình đục cái thấm nào lên nó như gì trong đó cô chú chị một. Thì dưới này cán một lớp hồ đây nè, hồ làm gì khác vậy đi, chọn hồ rất là non không có đủ thì những cái cát không như vậy làm sao mà chống thấm được. Thì ở đây mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình xây nhà thì cũng có quan trọng chủ yếu là như thế này chứ mình không có nói những anh thợ nào hết nha. Thì cái này là ăn thua chủ nhà mình kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng mà mình cũng không nói là về chủ nhà riêng hay là những anh thợ làm. Chủ nhà người ta đâu có ở không đâu mà để đi xem những cái thành phần những cái này để mà quản lý trong nhà mình hết được. Người ta tin tưởng mình giao cho thợ làm thì mình làm đâu đó phải có tâm nha. Quá vậy hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú chị bạn xem để mà làm những cái căn nhà của mình được nó hoàn thiện hơn nha cô chú chị bạn. Thì kênh mình nó thì chủ yếu là chia sẻ tới những cái gì mình biết được thì mình sẽ quay lại chia sẻ với cô chú chị bạn xem. Để có phần góp ý thì các cô chú chị và các bạn mình cứ nhớ cho mình biết nha. Thì đi căn này quan còn đâu đó phải khoảng chừng 9 mét vuông nha. Nhà vệ sinh rất là đẹp cô chú chị, cái gì rất đẹp nhưng mà do bị thấm nên do mình xử lý thôi. Rồi thì để mình đục hết lên sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem còn nữa nha. Đây, cô chú chị bạn thì mình đã đục hết cái này đục ra hết toàn bộ nhà chân. Bây giờ mình đục một lớp này ra rồi sau đó mình sẽ vệ sinh sạch rồi sẽ chống thấm xuống xong rồi
cán mặt bằng lại, mình sẽ lắp đặt tiếp. Thì cái này rất là quan trọng nha cô chú anh chị và cái nào vệ sinh mình ở trên từng lầu thì lúc nào phải làm cho kỹ lưỡng nha. Đây thôi nữa cái nó thấm xuống dưới sàn của mình hơi khó chịu nha cô chú anh chị bạn. Thì mình chia sẻ mong cô chú anh chị bạn là xem video của mình, mình thấy cái nhà của mình mới sử dụng, mới xây dựng nó thì nên xem cho kỹ trước khi cho thợ ta làm nha. Ở lâu chờ thành được thì mình đã chống thấm xong rồi, có chú anh chị bạn thì mình quay lại mình dán cái gạch chân này đó. Giờ mình dán một cái gạch chân lại lên 30 ba tấc rồi mình sẽ dán hồn xử lý mình lý mình đốt lại nha. Mình đã chống thấm cục này đây, chống thấm xong rồi mình sẽ cán hồ đốt lại, đổ đổ này đi, đổ cho ướt này buộc đây đấy, bay luôn trong nó sát trong sát 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 trong chờ đó chờ đó chờ chắc vô giò chịu hết chưa, hết rồi không? Thì một lát nữa mình sẽ cán xong mình đót rồi mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem nha. Thì mình cũng chia sẻ luôn nha cô chú chị bạn, mình cán lại cái lớp hồ để mình đót lại để chống thấm á, thì hồ mình pha mình chọn là 7 xô cát cho một bao xi măng nha. Hồ cho nó cứng mình một chút thì độ cứng nó sẽ che bớt những cái màu đổ mình chống thấm nhiều khi không chưa tới thì cái mặt nó sẽ cứng, đi qua hồ dầu thì nó sẽ kín cái mặt mà không thấm ra ngoài nữa nha. Thì đây mình chọn hồ thì nó cũng xanh nè. Thì mình đã cán và lót xong ở chân em cô chú chị bạn đó, thì cán lại lót cho nó độ nghiêng rồi đây, gắn một cái phiểu sạc gọc luôn. Những cái này mình nằm cho nổ xéo xuống nha, cho nước nó chảy xuống đây cho nó chảy ngọt xuống luôn nha cô chú chị bạn. Đó bạn thiện nha, thì cách xử lý chống thấm cho nó gặp xong. Rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.